Chiều ngày 7 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ tổ chức gặp mặt Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, tới dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương. Dự buổi gặp mặt tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Thời gian qua, nữ doanh nhân Việt Nam đã ý thức được vai trò trách nhiệm với đất nước. Cùng với sự vào cuộc của chính phủ, các bộ ngành đã truyền cảm hứng cho giới doanh nhân đặc biệt là các nữ doanh nhân phát huy sức sáng tạo để vượt qua khó khăn thách thức cung cấp ủy chính quyền hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các nữ doanh nhân việt nam cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính phủ với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hỗ trợ đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ cho các nữ doanh nhân các địa phương ưu tiên cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ xây dựng mặt bằng xúc tiến thương mại đào tạo lao động đồng thời quan tâm đến đời sống của lao động nữ trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đối với Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái, trong những năm qua, hội đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến kết nối giao thương với các doanh nghiệp trong cả nước, đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, như hỗ trợ làm nhà cho phụ nữ nghèo, tặng quà hàng tháng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo. Dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các hội viên vẫn luôn đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương và mặt trận tổ quốc tỉnh ủng hộ 300 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 tới Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả mà các nữ doanh nhân đạt được trong phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19, thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động, xây dựng nhiều doanh nghiệp mang tầm quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của nữ doanh nhân Việt Nam trên trường quốc tế. Trước tình dịch Covid-19 và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với bộ ngành địa phương khắc phục vướng mắc bất cập cho đội ngũ doanh nhân phát triển, thực hiện tốt các chiến lược của nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ 13. Đồng thời cần chủ động đề xuất cơ chế chính sách phát triển doanh nhân nữ, tạo cầu nối giữa các doanh nghiệp do nữ làm chủ với các doanh nghiệp đối tác nước ngoài để mạnh xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam cần tiếp tục đồng hành cùng các cấp, các ngành, địa phương thực hiện hiệu quả phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát an toàn dịch Covid-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 của Chính phủ. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng quà lưu niệm cho Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp 8 tháng 3 và tặng hoa chúc mừng Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái.